Hello các tình yêu của tôi. Chào mọi người nha, mình là Đê Nguyễn đây. Chúc vui gặp lại mấy bạn. Chúc mọi người Giáng sinh an lành nhé. Hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm keeper cùng đón Giáng sinh của với mình nha. Keeper phía sau á, chị các bạn. Đầu tiên á, mình sẽ xây chân keeper trước nha mọi người. Đó. À, các bạn nhớ chọn màu xanh đậm và màu xanh nhạt nha để dễ xây nha mọi người, để xây chân keeper. Hình như là cái con keeper này nó 4 chân thì phải mọi người. Ừ, để mình xây thêm nó thêm 2 cái chân nữa. Mình sẽ xây thêm cho nó 2 cái chân phía sau để nó có thể đứng đứng đứng, đứng vững được. À, các bạn ơi, các bạn nhớ lưu ý là các bạn xây khối này xen kẽ nhau nha thì nó mới đẹp được. Mình sẽ xây cái gì, cái mình nó nhỉ, để xây cái mình nó. Các bạn cứ xây thẳng lên, xây xen kẽ nhau giống cái bàn cờ nó là được các mọi người, nó mới đẹp được. Alo, giờ mình xây cái gì nữa ta? Tự nhiên quên ngang là sao nhỉ? Thiết nghĩ là giờ mình nên xây cái đầu nó. Mình sẽ xây cho nó cái mỏ chui ra ngoài trước cho mọi người. Đó, cái mỏ màu đen. Sau đó mình sẽ xây cho nó 2 con mắt để định hình. Đó, xây 2 con mắt cho nó. Ủa alo, sao nhìn nó giống con ếch, ếch quá quá vậy mọi người. Mọi người ơi, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình là Ren Nguyễn nha mọi người. Giờ xây gì nữa ta? À, mình nhớ ra rồi. Là mình sẽ xây cho nó cái khăn quấn quấn đầu mọi người, khăn màu trắng. Mình sẽ quấn đầu đầu nó như băng bó cái đầu mọi người, đó. Xây quấn cái đầu nó là giống như băng bó lại cái đầu. Tiếp theo mình sẽ quấn thêm màu đỏ nữa mọi người để cho nó cháy. Đó chứ mình đang xây cho nó cái nón đó mọi người, cái nón Giáng sinh đó mọi người, để cho nó đi đón Noel. Các bạn thấy con keeper này đón Giáng sinh được chưa mọi người? Thấy được chấm. Rồi mình lùi ra xa để chiêm quả thần, để chiêm ngưỡng thần quả hơn mọi người. Có giống không? Chưa chắc có giống đâu. Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again. Yêu mọi người.